Echono là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất trên khắp thế giới. Bản Echono thường được dịch ra tiếng Anh là Kiss of Fire, tức là nụ hôn rực lửa, và trong tiếng Việt là tình như mũi tên, lời của anh bằng. Hôm nay chúng ta sẽ không nghe hát mà nghe đàn. Hy vọng tiếng đàn mandolin của Quỳnh Anh và phần đệm guitar của Hoài Bảo cũng đem đến cho chúng ta sự thú vị mới mẻ ạ. Nói tiếp chương trình,